Chào bạn, mình là Hải, hiện mình đang là kiến trúc sư quy hoạch. Trời ơi, đây mới dễ thương mà. Dễ thương quá. Có một cái sự thật cho thấy rằng duyên đã mang là đấy. Một cái đô thị có thể tồn tại từ vài trăm năm tới cả ngàn năm, trong khi một người kiến trúc sư quy hoạch như mình thì chỉ có vài chục năm để làm nghề. Vậy nên mình cần rất là nhiều người cùng tham gia trong cái công việc này với mình để giúp mình hoàn thiện nó. Nhưng đáng buồn là rất ít người biết đến công việc này để theo đuổi nó. Ngoài công việc, mình thích nhìn ngắm thành phố. Lúc này mình không suy nghĩ gì cả. Đó là một cái cách riêng để mình tận hưởng sự thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Mình tin rằng cuộc sống của mình như một chuyến đi, nhưng bản thân mình chưa bao giờ tự đặt cho mình một đích đến cụ thể nào cả. Đến một lúc nào đó, mình sẽ gặp được người mà mình cần gặp. Mình là người chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đến với bản thân. Và bạn chính là cơ hội của mình. Wow! Super đáng yêu! Đây, hôm nay em support bạn này. Bởi vì như vậy này, cái chàng trai này á, cái nụ cười nó quá là thiện lành đi. Ồ, đúng rồi. Đúng không? Hai cái đứa này có vẻ dàn đồng cam, nó nói gì cũng gần mà là sao. Em thấy là cái giọng ấm mà rất là chân thành. Thứ hai nữa, em nghĩ là như vậy, đừng để cho bất kỳ một cái đồng hồ hay cái xe nào nó làm mình bị lóa mắt. Anh ta có thể đi bộ trên cái con đường đấy. Em yên tâm đi, chị Giang sẽ không bao giờ lựa một người đi bộ. Em yên tâm. Chị hay khuyên những người khác lựa hết những người đi bộ để chị lựa cái người đi xe, em hiểu không? Không. Anh ta chắc chắn là có phương tiện chứ không lẽ đi bộ cả ngày. Nhưng ý là trong cái clip thì anh ta đang tản bộ. Thì em phải nói đây là chị không biết là em sẽ ngồi trên phương tiện gì với anh ta, nhưng mà em ở cạnh cái người đàn ông này á, chị khẳng định có thể là không phải là quá giàu có, nhưng em sẽ có cái sự bình yên. Chúng ta là phụ nữ thì không có cái nhà nào, không có cái xe nào, không có cái đồng hồ nào mà em không tự mua được cho mình nếu như người đàn ông bên cạnh em mang lại cho em sự bình yên. Cho nên I support you. Ôi trời. Như em đã biết, Hương Giang có một cái sở thích với bất động sản, nên cô ta tập trung cho những cái lớn hơn. Người ta là kiến trúc sư trong hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh. Ồ. Mà em biết nghề gì giàu bằng nghề xây nhà. Chỉ nói vậy thôi. Em ơi, an cư mới lạc nghiệp. Em làm em rể anh cũng được, anh thấy anh cũng chấm mày nụ cười mà được. Đẹp trai. Em ơi, con người mà vô lợi quá, vô lợi cho mình. Ủa bạn ơi hả? Bạn phải đến với bạn này ngày hôm nay. Giang support bạn, hai bạn mà thành công. Giang có mới có cái nhà, bạn vẽ dùng cho Giang cái trời cái... ơi, cái này không vụ lợi nè em. Cái này không có vụ lợi nghe. Điện nha, chị điện nha, chị điện vẽ dùng nha. Biết em gái anh đúng không? Biết không? Không biết hả? Cái thằng thiệt bậy. Em biết em lát gái chị. Em giới thiệu cho. Em biết em gái chị đúng không? Đây đây, em gái nhá. Chị em có em gái, chị Giang bị quan tưởng kệ chị đi sao đâu. Thôi tôi đề nghị là lần sau mà có chương trình, cứ những số tiếp theo Thành cứ để em gái Thành ngồi đây luôn đi. Thôi, tới thì đi. Tôi mắc công người ta nói tôi thiên vị lắm, tôi mệt mỏi, tôi nhức đầu gì thị phi. Người ta nói rồi thì... Thành mắc công gì nữa. Cứ những số tiếp theo Thành cứ để em gái Thành ngồi đây luôn đi. Em xem em có để ý trong clip thì em thấy em có em với anh Thành có quay sang nhìn nhau bảo trời nói chuyện thật quá, nói chuyện chân thành quá. Mà như người ta bình thường thì người ta sẽ diễn hơn một chút xíu. Chẳng hạn như cầm ly rượu gì đó đứng chiêu chiêu, như anh này là anh uống nước lọc. Mà những cái cử chỉ rồi những cái nụ cười của anh ấy nó rất là chân thành. Em cũng muốn bạn này là độc thân. Em nghĩ bạn này có một tâm hồn rất là nghệ sĩ và rất là nhạy cảm với mọi thứ. Và em cũng cảm thấy là bạn này cũng sẽ rất là hợp với nhân vật của mình luôn á. Tại vì là nhảy múa rồi vẽ vời này, các kiến trúc sư nhiều hết hay rất lắm á. Match nhau rất là vô với nhau. Thật ra bạn này ai cũng hợp lắm á. Ai cũng hợp luôn. Em cũng mong là bạn độc thân để tới với nhân vật của mình nha. Thì giờ bạn lẹ đi, ông số 5 đang lo rồi, sắp tới ổng rồi, nãy giờ ổng đang thở dốc. Lẹ chứ thôi, người ta đang thở tới nơi, tao xỉu bây giờ. Thứ nhất là nghề nghiệp của bạn thì sẽ không phù hợp với Khanh. Tại vì là làm kiến trúc sư thì sẽ hay phải thức đêm. Em thì đi tập về buổi tối, em cần một người để tâm tình. Nhưng những người đó họ sẽ cần cái khoảng lặng riêng để họ làm việc. Nhưng mà thường là vào buổi chiều đến tối, chứ ít khi mà người ta thức dậy buổi sáng. Em không thể tâm sự buổi sáng được. Bạn ý không phải là đã có chủ hay độc thân hay là màu tím. Nhưng bạn ý đối với chị chưa phù hợp với em. Em mình có khi nào chuyển cái giờ tập vào buổi đêm được không chị? Thôi đi cô, chứ đâu mà nhảy cô. Thôi thì cứ cho tôi cái màu đi, để tôi qua cái người kế tiếp nè. Mời quý vị. Bảy mươi phần trăm độc thân cũng cao.
Và cuối cùng là Trường Hải. Khác. Bạn nghĩ như thế nào là khác? Mình nghĩ khi mà mình nhìn nhận một vấn đề, mình xoay đổi cái góc nhìn của mình hoàn toàn khác đi mới lạ hơn. Đó là cái quan điểm của mình. Hay là mọi người nhìn bạn như này xong mọi người nghĩ bạn khác? Đó là cái cách nhìn của bạn thôi. Bạn nghĩ là một người bận 8 tiếng vào ban ngày và một người bận 8 tiếng vào ban đêm, hai người đó có khác nhau không? Tại sao bạn nghĩ mình sẽ bận 8 tiếng vào ban đêm? Thấy chưa? Rồi. Tôi khoái mấy người đàn ông trả lời vậy lắm á. Tôi khoái. Trả lời vậy mới được chứ. Trả lời vậy mới khác đúng không? Nhưng mà khi em gặp Nhã Khanh ở đây thì em có nghĩ khác đi không? Trước khi em đến. Giống như chị Khánh Thi đặt một cái góc nhìn cho em là một kiến trúc sư, lúc nào em cũng sẽ bận 8 tiếng vào ban đêm, nhưng mà thật sự không phải vậy. Em cũng là một người làm nghệ thuật, em cũng phải tập luyện để em thiết kế và tất cả mọi thứ đều phải trau dồi. Đó là cái công việc của em. Và em thấy là em với bạn hoàn toàn là rất là phù hợp với nhau. Trời ơi. Hết giờ. Thôi, đi vô. Đi vô. Mời Thiên Trường Địa Hải. Mình luôn tin rằng cô gái của mình sẽ biết lựa chọn điều phù hợp với chính bản thân cô ấy. Thấy ghét không? Thấy bạn ghét. Bạn cũng vẫn không sai anh. Bạn nào thì đến sai. Bây giờ mẹ có đổi ý chưa? Nào con không đổi, mà đổi ý. Này, thấy ghét như này là vậy nè. Là kiểu mà nãy tôi đưa message rồi đó nha. Đọc rồi tự hiểu đi nghe. Tôi không nói là lần thứ hai đâu nha. Em thấy cái kiểu đúng như là đấy, chọn cho cố vào. Thấy giá trị của ai là cao nhất chưa? Kiểu kiểu thế. Người ấy là OK, mình vào trong đi chuẩn bị nào, chúng ta gặp lại nhau sau. Bầu trời buồn rũ rượi. Buồn quá. Em là ai? Chào anh Trấn Thành và bạn cố vấn. Chào bạn, mình tên là Trường Hải. Hiện mình đang là kiến trúc sư quy hoạch. Đầu tiên mình rất là xin lỗi bạn. Nhưng mà mình nghĩ việc đầu tiên mà mình muốn làm ở đây là cho tất cả các chàng trai cũng phải biết là rất là tôn trọng người con gái của mình. Hồi nãy mình chia sẻ thật sự là cô gái của mình từng thương á, và cô ấy luôn biết mình phải làm gì, là cô gái của mình thương. Và mình luôn tin rằng các chàng trai hãy để cho các cô gái của mình cơ hội làm điều đó. Và cái khung cảnh vừa rồi là một cái khung cảnh
rất là kỷ niệm của mình. Nó gợi nhớ cho mình nhớ đến những cái năm học cấp 3, khi mà sáng nào mình cũng phải đua xe đạp chở bạn gái đến trường. Thì cái cô gái này có một cái tên rất là đặc biệt, tên là Lê Xuân Ngộ. Bạn sinh ra vào mùa xuân, đó là lần đầu tiên mà bố bạn gặp bạn nên đặt tên là Xuân Ngộ. Và cái chuyện tình đã bắt đầu từ những cái năm lớp 10, lớp 11 và kéo dài tới tận bây giờ là cũng khoảng 9 năm rồi. Lúc đó mình luôn mong muốn rằng cái cuộc sống của mình sẽ êm đềm trôi như vậy thôi, không có một biến cố gì xảy ra và mình sẽ rất là hạnh phúc như vậy. Nhưng mà vừa mới Tết vừa rồi thôi, có một biến cố xảy ra với cuộc đời mình. Tháng 1 vừa rồi, trong lúc mà mình được nghỉ phép á, mình đi xét nghiệm thử cơ thể của mình, thì mình vô tình phát hiện ra mình có tế bào ung thư trong người. Không như mọi người khác thì lúc đó mình không biết phải làm gì. Lúc đó mình không suy nghĩ gì, không biết phải làm gì, không biết nói gì. Không buồn, nhưng mà cũng chắc chắn là không vui. Mình bắt đầu đặt vấn đề cho mình là mình có vài chục ngàn tế bào ung thư, trong khi mình có cả 100 triệu tế bào khỏe mạnh còn lại trong cơ thể của mình. Thì lúc đó mình tự nghĩ rằng không thể vì vài chục ngàn tế bào ung thư mà mình lại buồn bã, mà mình bỏ ăn, bỏ ngủ, làm cho các tế bào khỏe mạnh còn lại bị kiệt quệ. Và lúc đó thì mình bắt đầu cứ sống vui vẻ và mình bắt đầu ăn uống để cho cơ thể mình sau khi mổ nó hồi phục thật nhanh. Thì hiện giờ thì tế bào ung thư đã được cắt ra khỏi cơ thể mình rồi, nhưng mà cái nguy cơ mà nó di căn trở lại thì vẫn có. Thì mọi người thường nghĩ ung thư là một căn bệnh, nhưng mà mình bắt đầu tập thiền, yoga thì mình thấy có một điều rất là thú vị mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là khi mà mình tập yoga, huấn luyện viên của mình hướng dẫn mình á, mình hít vào và thở ra, mình thể hiện tình thương của mình đối với cơ thể của mình và kể cả đối với cơn đau trong cơ thể của mình nữa, thì mình thấy điều đó rất là nhân văn và nhân đạo đối với cái cơ thể của mình. Vì nói chung tế bào ung thư cũng là một tế bào, nhưng mà nó phát triển tự phát trong cơ thể mình mà mình cần phải yêu thương nó giống như cuộc sống này. Một người còn trẻ tuổi để đón nhận một biến cố lớn như vậy trong đời với một cái cách nhìn khá là lạc quan, sâu sắc như vậy, thì hiển nhiên bạn phải trải qua một điều gì đó trong đời để bạn có thể ngộ ra nhiều điều. Tôi đang thắc mắc là tuổi thơ bạn lớn lên như thế nào? Khoảng năm lớp 2 thì mẹ mình mất, và tới khoảng năm lớp 9 thì ba mình mất. Nhưng mà để rất là nhiều người, thí dụ bây giờ còn cả ba lẫn mẹ không cảm nhận được cái nỗi đau đó đâu. Tại vì theo mình quan niệm, ba mẹ mình là những người mà yêu thương mình vô điều kiện trên đời này. Và khi mà mình mất đi những ba mẹ rồi, cảm giác giống như là mình mất đi hai người yêu thương mình vô điều kiện nhất. Và đối với mình đó là một mất mát rất lớn. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của anh Trấn Thành, thì mình nghĩ nó giống như cái hashtag của em vậy anh Trấn Thành. Thì mình lúc nào cũng tập đặt cho mình nhiều góc nhìn của nhiều người khác nhau. Mình đặt góc nhìn của người này, người kia, và mình nhìn cái vấn đề đó. Và lúc nào mình cũng suy nghĩ nhiều. Những thời gian rảnh rỗi thì, ví dụ đi xe về nhà thì mình cũng suy nghĩ về công việc, về mọi thứ trong cuộc sống. Nó vậy giống như là tập thể dục cho tâm hồn vậy. Thật sự ra mà nói như thế này, có lẽ ông trời cho bạn một loại năng lượng có thể tự cảm nhận vấn đề, trải qua biến cố rồi nhìn biến cố với một góc độ khác đi. Tôi đang thắc mắc là cái cô gái mà đang ở với bạn đã đón nhận cái hung tin này như thế nào, và cô ấy yêu thương bạn ra sao sau đó, cũng như là hiện nay cô ta đang đóng cái vai trò gì trong cuộc đời bạn. Thiệt ra tụi mình chưa có cưới nhau, nhưng mà hiện giờ mình nghĩ thì mình không có nói trước cuộc đời của mình nữa, và mình cũng không muốn ép buộc một người nào đó phải trói buộc cuộc đời với mình. Thì cái điều mà em cảm thấy đau lòng là khi mình đến rất là nhiều đám cưới thì mình nhận thấy rằng một người nào đó nói với hai đôi vợ chồng rằng bây giờ hai con là vợ chồng và chỉ có thể cái chết có thể chia lìa được hai con. Nhưng mà lúc mà mình nhận hung tin đó thì mình suy nghĩ trong đầu mình là bây giờ mình chưa là vợ chồng, nhưng mà có thể là cái chết đã bắt đầu chia lìa tụi mình rồi. Và em cũng nói với bạn gái của em về những cái điều đó. Lúc em kể thì bạn ôm em khóc thôi, em cũng ôm bạn khóc thôi. Và nó cũng chỉ đơn giản như thế. Cái mối quan hệ bây giờ của hai bạn còn ổn không? Vì em không có thể nói là em sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn đó, vì em không biết thời gian của em còn bao nhiêu hết. Nên bây giờ hai người vẫn là hai người yêu nhau và mình cứ tiếp tục đi như vậy thôi. Bạn ấy có điểm chung gì với bạn không? Thực ra thì sau 9 năm thì tụi em rất là hiểu ý nhau. Nhờ bạn đó mà em học được một cái sự là tôn trọng
người con gái. Phụ nữ lúc nào cũng cần sự bình đẳng. Rất là nhiều người cho rằng là đàn ông phải quyết định hết tất cả mọi sự, nhưng mà theo em thì các cô gái cũng rất là mạnh mẽ và em nên cho họ cơ hội làm điều đó. Thưa quý vị, tôi từ nãy giờ cứ tưởng là chương trình đến đây cũng còn cú lừa nào đó. Ngay cả Hương Giang cũng còn mạnh miệng tuyên bố nếu đây là đỏ thật thì không làm giám khảo, không làm cố vấn nữa. Eo ôi, nó lại đỏ hơn cả cái đỏ. Và một cái cậu trẻ tuổi như em mà phải chịu đựng cái điều này thì đúng là thử thách thiệt. Và anh không biết em có quỹ thời gian còn lại là bao nhiêu. Trời thương thì cho mình vượt qua để sống lâu dài hơn. Trời không thương cho mình một thời hạn nào đó nhất định. Anh cũng chỉ chúc cho những gì em trải qua từ đây đến đó sẽ là những điều tuyệt vời nhất trong đời em, để khi mình bước sang một cái nơi chưa hình dung được nó là đâu, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc ở cái nơi mà chúng ta vừa tồn tại. Khi người ta hỏi bạn xuống trái đất để làm gì, bạn có câu trả lời thì đó gọi là sống. Chứ khi bạn đi rồi không có gì để lại thì những ngày tháng vừa qua chỉ gọi là tồn tại mà thôi. Vì vậy cho nên anh cảm ơn em đã cho mọi người một cái góc nhìn mới về cuộc sống để họ biết trân quý nó nhiều hơn. Em hiểu những cái điều gửi gắm của anh Thành, nhưng mà em không phải là người sẽ chết sớm. Chắc chắn. Nên em muốn mọi người nhìn nhận với em á, yes, là một người bình thường. Mình mà mình tin là mình sống lâu là nó sẽ sống lâu. Đúng không em? Đúng rồi. Bạn ơi, rất là cảm ơn cái câu chuyện riêng vừa rồi của bạn. Giang thấy rằng là nó rất là truyền cảm hứng. Bây giờ thì mình có thể chuyển một chút sang một cái câu chuyện chung không? Tại vì có một cô gái vẫn đang rất là rối bời ở đây, bởi vì cái sự lựa chọn của cô ấy đã bị sai. Em có thể nói về cái chuyện đó một chút không? Em thấy sao? Hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà nghe bạn ấy chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì em nghĩ là em và bạn ấy có thể trở thành những cái người bạn mà thực sự rất là hiểu ý nhau. Chị nghĩ là cũng không nên buồn bạn ấy, đúng không? Tại vì có lẽ là bạn ấy đang tận hưởng tất cả những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm đẹp nhất của bạn ấy với một cái thái độ lạc quan và tươi vui nhất. Chứ không phải là bạn ấy cố tình nhìn em như thế để thắng, hay là cố tình tỏ ra là mình rất đấy đâu, mà thực sự bạn ấy là cái người như vậy. Và cái năng lượng đấy nó quá tích cực đến nỗi mà tất cả chúng ta đều tin như thế. Thế chị cũng không nghĩ là bạn ấy có ý định là cố gắng để gạt em, nên cũng đừng buồn nhá. Thực sự em có thể hiểu được cái công việc của bạn. Em là một kiến trúc sư quy hoạch, lúc nào em cũng làm việc đam mê và sáng tạo, thì em rất là tôn trọng cái công việc của bạn tập luyện hàng ngày. Mọi người nhìn vào cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là một tác phẩm tranh vẽ đều nghĩ đó là ngẫu hứng, nhưng mà thật sự không phải vậy. Một người nghệ sĩ phải luyện tập rất là nhiều trên tất cả các lĩnh vực để đưa ra một cái sản phẩm tốt nhất, để khi mà đưa tới gọi là khán giả hoặc người nghe những cái giá trị tinh túy nhất, thì đó là một điều mà em rất là quý ở bạn và quý ở tất cả những người làm nghệ thuật. Và nếu mà chúng ta không thể là một mối quan hệ hẹn hò thì vẫn là những người bạn có thể trao đổi và trò chuyện với nhau. Và mình cũng xin trao tặng lại một bó hoa này ở chương trình này. Có thể là bạn chưa tìm được người, nhưng mà vì cuộc sống là những chặng đường và mình không bao giờ thấy được cái đích đến, và mình sẽ gặp được người mà mình cần gặp.